chào tất cả quý vị, các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một kiến thức để các bạn mua iPhone nhé. iPhone mới và iPhone trả bảo hành và iPhone tất chân lại và iPhone hàng trưng bày nhé. Thì để làm thế nào để các bạn biết được iPhone mới tập hợp hàng thương mại và iPhone hàng trưng bày và iPhone tân trang lại và iPhone hàng trả bảo hành gói bổ nhé. Thì trước mắt là các bạn cầm chiếc điện thoại di động của bạn lên. Khi các bạn đi mua điện thoại bất kỳ cửa hàng nào trên thành phố Hà Nội thì các bạn mua iPhone mới là các bạn có một kiến thức để các bạn check cái thông tin cái máy đấy, có phải là máy mới đập hộp không hay là máy cũ rồi người ta đóng vỏ, người ta dựng lại, người ta bán cho các bạn với giá máy mới nhé. Trước mắt là các bạn vào Google này, sau đó thì các bạn gõ cái tên Apple Email nhé. Các bạn sẽ gõ cái tên Apple Email đó, sau đó rồi các bạn kích vào cái đường link đầu tiên này, cái đường link này mang tên là checkcoverapple.com nhé. Các bạn kích vào đây đó, sau rồi các bạn trở về cài đặt chung, sau rồi các bạn copy cái seri máy này nhé, cái seri máy này và email máy này, cái email và seri máy này đều check được trên hệ thống Apple nhé. Các bạn vào cái enter number series, các bạn sao chép cái seri máy này ra đó, xong các bạn nhập cái mã code ở trên này vào U5 giờ 1 đó, các bạn ấn continue đó. Thì tất cả cái máy nào mà có trên hệ thống chính hãng của Apple nó sẽ ra thông tin ở trên hệ thống nhé. Đó, các bạn nhìn này đó, tất cả những cái máy nào mà hết bảo hành của Apple nó sẽ ra là expired, tức là hết bảo hành của Apple nhé. Và để biết được một con máy mới mà chưa được sử dụng và chưa được kích hoạt hay không thì các bạn làm cái bước y như vừa rồi mình làm, nhưng với một chiếc máy mới nó sẽ hiện ra duy nhất một dòng ở trên này, nó hiện ra duy nhất một dòng là print active your phone đó, nó kêu là bạn hãy lắp sim vào để kích hoạt máy lên. Với một chiếc máy mới là nó bạn check như này ra, nó sẽ ra duy nhất một dòng như vậy thôi. Khi nào bạn lắp sim vào, bạn kích hoạt máy đó lên rồi thì bắt đầu nó sẽ ra ngày tháng bảo hành ở dưới nhé các bạn nhé. Nó sẽ ra ngày tháng bảo hành ở dưới này này. Ví dụ hôm nay là ngày 9 tháng 5 mà các bạn kích hoạt một chiếc iPhone đó lên, sau đó rồi các bạn kích hoạt lên thì bắt đầu ở dưới này này, nó sẽ ghi là ngày tháng bảo hành này. Ví dụ hôm nay là ngày 9 tháng 5 thì bạn kích hoạt rồi thì nó hiện trên trang chủ Apple là bảo hành đến ngày 8 tháng 5 2020. Vì ở Việt Nam với bên nước ngoài nó sẽ chênh nhau về múi giờ một ngày. Ở Việt Nam kích hoạt là ngày 9 nhưng trên hệ thống nó sẽ báo là ngày 8 nha các bạn nhé. Nó sẽ chênh nhau múi giờ một ngày. Đó, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách check iPhone máy mới đập hộp nhé. Và tôi sẽ hướng dẫn các bạn thế nào là máy mới, máy thương mại nhé. Bất kỳ con máy mới nào và máy thương mại của Apple nó đều có ký hiệu. Đây các bạn vào phần số máy này, các bạn xem này, nó có ký hiệu bằng mã M nhé. Nó có chữ M này, tức là chiếc iPhone này là máy mới đập hộp, mới tinh, máy thương mại của Apple nhé các bạn nhé. Đó, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là check cái máy mới, máy thương mại này. Sau đó rồi là tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách check iPhone thế nào là iPhone Sable là hàng tân trang lại, và thế nào là iPhone trả bảo hành và iPhone hàng trưng bày nhé. Thì trên tay tôi đây là một chiếc iPhone 7 Plus, thì tôi sẽ dẫn cho các bạn biết thế nào là hàng trưng bày, hàng CBO và hàng trả bảo hành. Các bạn nhìn xem nhé, các bạn vào phần thông số máy và giới thiệu, các bạn nhìn cái phần kiểu máy này nhé. Những cái máy nào mà có ký hiệu bằng số 3 này, số 3 XYZ ABC vân vân này, ký hiệu bắt đầu bằng số 93, số 3 nó là hàng trưng bày của Apple. Tức cái hàng này được Apple trưng bày ở các store để cho người dùng trải nghiệm nhé. Thì nó sẽ ký hiệu là số 3 này, nó là hàng trưng bày ở các store nhé. Còn cái hàng trả bảo hành của Apple đấy thì nó sẽ ký hiệu bằng chữ N nhé. Các bạn nhớ nhé, đấy, cái hàng trả bảo hành của Apple nó sẽ có ký hiệu bằng chữ N các bạn nhé. Còn cái hàng tân trang lại thì nó sẽ có ký hiệu bằng chữ F đó.
cái hàng tân trang lại của Apple là cái hàng mà Apple sản xuất ra nó bị lỗi một số cái linh kiện vật vật li ti do nhà sản xuất, cho nên bọn Apple nó thu hồi lại, nó tân trang lại, nó bán cho các bạn với cái giá hàng tân trang lại, nó sẽ tất nhiên nó sẽ rẻ hơn hàng mà hàng thương mại một chút đấy, nhưng mà Apple nó vẫn bảo hành 12 tháng, vẫn có phụ kiện bóc bít zin đầy đủ nhá. Cái hàng tân trang lại là hàng ký hiệu bằng chữ F hay gọi là hàng CBO các bạn nhé. Còn hàng trả bảo hành của Apple nó sẽ ký hiệu bằng chữ N. Thế nào là gọi là hàng trả bảo hành của Apple? Máy sản phẩm của Apple bán ra là họ bảo hành 12 tháng các bạn nhé. Khi các bạn dùng được 6 tháng rồi thì máy của bạn tự nhiên nó bị lỗi do nhà sản xuất, thì các bạn mang đến Apple thì người ta sẽ kiểm tra các bạn và cái máy thì không thể sửa chữa được, không thể khắc phục được, thì bên Apple nó sẽ đổi cho bạn một cái máy mới khác. Khi nào đổi cho bạn cái máy mới khác rồi, các bạn check kích hoạt lên thì bắt đầu là nó sẽ trôi bảo hành đi. Ví dụ như là Apple bảo hành 12 tháng, bạn dùng được 6 tháng rồi, sau đó rồi là Apple đổi cho bạn một cái máy mới khác, thì các bạn check cái kích hoạt nó lên thì nó sẽ kế tiếp cái series của máy đầu tiên nhé, tức là các bạn sẽ còn 10, các bạn sẽ còn 6 tháng bảo hành tiếp theo nhé. Đó là hàng trả bảo hành của Apple. Có nhiều con check nên còn bảo hành, có nhiều con check nên nó sẽ bị trôi bảo hành, tức là nó sẽ hết bảo hành đó. Còn hàng trưng bày nó thì nó là trưng bày, hàng trưng bày nó là hàng trưng bày chỉ để sao to thôi, để cho người dùng trải nghiệm thôi đấy. Hàng đấy thì bình thường không vấn đề gì đấy. Hàng còn lại ra mình sẽ giới thiệu các bạn thế nào là hàng line new. Hàng line new tức là hàng hình thức còn đẹp như mới, đẹp 99%, mọi cái nguyên zin nguyên bản, nguyên bản nguyên zin, gọi là hàng line new các bạn nhé. Còn hàng thế nào là hàng dựng, hàng sửa, hàng dựng hàng sửa tức là cái hàng đấy là nhiều cửa hàng đi mua hàng lát, hàng lở hàng lát về, bắt đầu nhiều cửa hàng người ta dựng lại, người ta mông má lại, người ta sửa lại, người ta ghép con nọ con kia, người ta ghép lại, người ta thay vỏ cho các bạn, người ta bán cho các bạn cái giá máy mới. Như vậy gọi là hàng dựng hàng sửa. Nhiều cửa hàng bán hàng như vậy, đóng hộp vào bán cái giá máy mới, nhiều người tiêu dùng không biết được đi mua với cái giá tiền máy mới, nhưng các bạn không biết cách check. Tôi vừa dạy các bạn cách check như vừa rồi đấy, để các bạn đi mua hàng tránh bị lừa, tránh bị mua mất tiền oan, tiền mất tật mang các bạn nhé. Những cái số series máy này và những cái số email máy này ở trên máy này thì không ai làm giả được, chỉ có Apple mới làm được thôi, không ai làm giả được đấy. Khi các bạn mua máy mới, các bạn cứ check cho tôi như vậy là an tâm, là máy mới hay không nó sẽ báo hiện lên cái trang chủ của Apple ngay, là các bạn biết được máy mới hay là máy cũ, hay là máy trôi bảo hành, hay là máy ABC, XYZ gì đấy. Đó, đấy là tôi sẽ tư vấn cho bạn, đó là cách check iPhone và tất cả cái nhé. Còn iPhone tàu, iPhone nhái, thế nào là iPhone tàu, iPhone nhái? iPhone tàu, iPhone nhái tức là bọn Trung Quốc sản xuất. Còn nhái này, iPhone ví dụ như iPhone X hoặc iPhone 8 Plus trên thị trường nó bán máy mới 2-3 triệu thôi, nhưng mà dùng được 1-2 tháng hỏng nó mất đi luôn, đó là iPhone tàu, iPhone nhái. Những iPhone rẻ tiền như vậy các bạn không nên mua nhé. Đó, đấy là những cái kỹ năng, cái kinh nghiệm chia sẻ với các bạn cách đi mua một chiếc iPhone như thế nào để tránh tình trạng các bạn mua phải iPhone dựng nhưng mà với giá tiền mới, để các bạn tránh tình trạng các bạn mất tiền oan các bạn nhé. Đó, hôm nay tôi sẽ làm cái video này để chia sẻ với các bạn kiến thức các bạn đi mua iPhone ở bất kỳ chỗ nào, để các bạn nắm được cái thông tin, để các bạn biết được cái máy này nó là máy thương mại hay là máy trôi bảo hành, hay là máy tân trang lại, hay là hàng trưng bày, hay là iPhone tàu, iPhone sửa, iPhone nhái các bạn nhé. Đó là kinh nghiệm của tôi muốn chia sẻ với các bạn để các bạn đi mua tránh tình trạng phải mua một iPhone lậu thôi. Đó, xin cảm ơn các bạn đã coi cái video của tôi, thì hẹn các bạn vào cái video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt các bạn.